第220天, ngày hai trăm hai mươi, hãy nghe và nhắc lại cách nói, à hóa ra cái đó gọi là, là sườn xám, 啊,原来那个叫做旗袍,圆,来, à, à. 个叫做旗袍啊，原来那个叫做旗袍啊，原来那个叫做旗袍。啊原来那个叫做旗袍 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung. Nhận được lời mời kết bạn. 收到好友申请 tạo kháu yếu chỉnh. Trà xanh và cappuccino. Lưỡi trà cappuccino. Sự định. Tả soạn alo Quấy Hiệu quả quả thực cực kỳ tốt Hiệu quả Đến cả người bản địa Lén bẩn địa rấn Đã ăn bài xong rồi, đã sắp xếp xong rồi

hay bên trái sẽ có cái hầm để xe. 左边会有个地下停车场。顶个发瓜，找得好辛苦。男友，可爱。 xinh đẹp lắm mà. Thính làng mà. Hơn nữa còn không chỉ một hai cái. Ở Không thể nào, sao có thể thế được? Giờ mức Trên giá sách. 书架上，秋千架，除了茶杯、手电，首先，姑娘 nói gái con chung chỉ giới tính nữ，女性，quần áo truyền thống, y phục truyền thống。 传统衣服。